Toán lớp 9 cho phương trình 3x bình cộng 5x trừ 6 bằng 0, có hai nghiệm x1, x2, không giải phương trình. Hãy lập phương trình bậc 2 có hai nghiệm y1, y2. Thì để giải quyết bài này thì các bạn nhớ đến cái đó là hệ thức VS. Hệ thức VS x sẽ bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, và p bằng x1 nhân x2 bằng c chia a. S chính là tổng, p chính là tích. Thì mình sẽ có được phương trình bậc 2, đó chính là x bình trừ sx cộng b bằng 0. S là ở đây nè các bạn, p là ở đây nè các bạn. Vậy để lập được phương trình bậc 2, các bạn cần có s và b, được chưa? Đó, s và b. Vậy bắt đầu mình giải quyết nha các bạn. Mình giải quyết bài 2 thì mình đã có là gì ạ? 3x bình cộng 5x cộng 6 bằng 0, có hai nghiệm phân biệt. Xin lỗi, ở đây người ta cho hai nghiệm thì mình ghi hai nghiệm thôi. x1, x2. Vậy thì áp dụng VS thì ta sẽ có gì ạ? Ta sẽ có s bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Và các bạn xác định a nè, b nè và c nè, vậy là trừ 5/3. B bằng x1 nhân x2 bằng c chia a. C là 6 chia a là, xin lỗi mình coi chừng bị sai dấu. Đúng rồi, đây nè các bạn thấy cẩn thận nha, sai dấu nè, đó là trừ 6/3 ra trừ 2, được chưa? Nhưng ở đây s b này là của cái phương trình này. Người ta hỏi gì à? Lập phương trình bậc 2 của y1 và y2. Đó, vậy mình phải tìm s b của y1 và y2. Thì cũng áp dụng hệ thức VS. Hệ thức VS thì ta có s bằng y1 cộng y2. Mà y1 của mình là đây nè, y2 của mình là đây nè. Vậy mình cộng lại là x1 bình cộng 1 cộng x2 bình cộng 1. Và mình viết gần lại, x1 bình cộng x2 bình cộng 1 cộng 1 bằng 2. Và các bạn học thuộc giúp lại luôn. x1 bình cộng x2 bình chính là s bình trừ 2b. S bình trừ 2b này là của cái này nha các bạn. Của cái này các bạn đừng hiểu lầm nha. Vậy mình sẽ có gì à? Là trừ 5/3 tất cả bình trừ cho 2 nhân cho b cộng cho 2. Rồi các bạn bấm máy tính ra giúp đỡ. Tương tự mình sẽ tính được b bằng y1 nhân y2. y1 chính là x1 bình cộng 1, y2 chính là x2 bình cộng 1. Và các bạn chỉ cần phân phối, vậy là x1 bình nhân x2 bình cộng x1 bình cộng x2 bình cộng 1. Rồi, cũng tương tự đây chính là b bình nè. Đó, b bình, đúng chưa? Còn đây là s bình trừ 2b nè. Vậy mình sẽ áp dụng b bình đâu? B bình đây là trừ 2 tất cả bình. Đây là cộng s bình trừ 2b là trừ 5/3 tất cả bình trừ 2 nhân b cộng 1. Và các bạn bấm máy tính, được chưa? Từ đó mình lập được phương trình bậc 2 có hai nghiệm y1 và y2. Thì mình đã có công thức rồi, s bình trừ sx cộng b bằng 0. Nhưng ở đây mình có là y, hai nghiệm là y, nên là sẽ sửa cái x lớn đó thành chữ y bình trừ s. S đâu ạ? À? S đâu? S ngay chỗ này nè, các bạn tính ra giúp lợi ra bao nhiêu, viết vào, được chưa? Và b đâu? B đây, đó. Thế vào, s ngay chỗ này nha các bạn. Và cộng b là ngay chỗ này nha, thế vào. Thì mình đã có phương trình bậc 2, được chưa?